cần mua dao ghép hay là bóng ghép thì mua ngay tại video này nhá Cực kỳ là rẻ luôn Đấy, bóng ghép các bác ạ Sẽ có từ 3 phân, 4 phân và 5 phân Rất nhiều các bác anh nhà mình đang lựa chọn nhầm dòng bóng ghép Mà không phải là đúng bóng ghép chuyên nghiệp Thì đây này, các bác mua ở ngay đây này có 30.000 đồng một cuộn 3 phân thôi sử dụng siêu bền 3 4 5 6 7 8 9 10 nhá các bác anh nhà mình có cần giao ghép không ạ hôm nay giao ghép rèn em đã lên cho các bác giao ghép rèn mà bên em vừa mới làm xong bằng dây lò xo so luôn các bác ạ và ở tại đây thì hôm nay các bác mua với giá chỉ có 60.000 đồng một con này nhá em quay thật gần này cho các bác anh nhìn về cái con dao này đấy dao ghép rèn các bác cộng thêm một cuộn bóng nữa là các bác đã có thể ghép tất cả các loại chanh vào bưởi, bưởi và chanh cam quýt vào nhau. Đấy cực kỳ là chất luôn, 60 000 đồng một dao. Bóng thì từ 30 000 đồng một cuộn, 3 phần nhá, còn 4 phần là 40 000 5 phần là 50 000 Còn những dòng dao kia thì sao? Em cũng quay cho các bác được xem luôn. Đây này, như con dao trắng, con dao thủ công này các bác anh này. Đấy, con dao thủ công này này, lưỡi trắng này, nó chỉ có 100 000 đồng trên một con thôi. Các bác sử dụng mãi mãi cho em luôn nhá. Còn con dao lưỡi đen, em cầm con lưỡi đen lên so sánh cho các bác xem. Thì con lưỡi đen này nó có cao hơn là có 20 000 thôi các bác ạ. Cao hơn có 20 000 đồng một con thôi là 120. .000 sử dụng mãi mãi không bao giờ hỏng luôn đấy về con dao tay gỗ lưỡi 7 cm à đây con này con này giá của nó chỉ có 100 000 đồng một con các bác ghép tất cả các loại cành ghép mắt còn đối với các bác mà thích dao nhật xịn nhá em đã lên dao nhật cho các bác xem về con dao nhật lưỡi vằn đây con này đang được giảm giá 50k các bác ạ giảm giá 50k con này với giá là 300 và hiện tại đang giảm giá còn 250 giảm giá còn 250 Đấy, các bác có thể mua thêm cuộn bóng này nữa để về ghép tất cả các loại mắt cây nhé. Còn về con dao nhật có vỏ, có lắp. Con dao nhật có lắp đây các bác anh này. Con này thì nó quá là xịn nhưng mà giá của nó tương đối là cao. Con này với giá sẽ là 300.000 đồng trên một con. Con dao nhật xịn này các bác anh nhé. Dao nhật xịn. Đấy, các bác chọn con này. Còn nếu con dao mã 8 thì sao? Một con dao mà cả đất Bắc Giang nhà em và tất cả các vùng làm cây đã khen rất chi là nhiều về con này. Trong tất cả các loại dao thì đây là một con dao được tặng quà lớn nhất nha các bác anh nhé. Đấy, riêng con dao này thì sẽ được tặng kèm theo một bóng ghép các bác anh ạ. Đây, em cho các bác xem rõ chất liệu con dao này. Nó sẽ là thép hoa văn và trên dao của nó chữ mã 8. Kẻ thép của nó là kẻ sọc. Con này với 5 thanh lẹp siêu nhẹ ở lưng. Đấy, các bác này năm thanh nẹp siêu nhẹ ở lưng và con này giá là là hai trăm rưỡi tặng cho các bác ngay một cuộn bóng và miễn phí ship nhá Đấy, bác nào mà cần con mạ 8 này thì liên hệ với em và tiếp tục là tới con dao uh, giao... con dao này đi con dao Japan này đây con này thì cũng rất nhiều bác con này các bác hay nhầm lẫn nhá con này giá của nó rẻ chỉ có trăm rưỡi một con thôi trăm rưỡi một con còn con Colombia có tao tay bao da kia có vỏ bao da này được tặng kèm bao da con này thì không phải là ghép chuyên nghiệp đâu các bác anh ạ con này chơi chơi ra vườn làm chơi chơi thôi. Sưu tầm 100 000 đồng cho một con. Đấy còn về con uh, dao Mỹ nhá, con Mỹ ngắn này. Giảm giá ngay cho các bác. 200 còn 100 000 đồng cho một con. Các bác có thể đeo chìa khóa móc khóa thì tuyệt vời luôn. Còn con Mỹ dài kia là 250 000 đồng một con nhá. Dao sưu tầm USA xịn các bác anh ạ. Quá là xịn luôn. Đấy, và tới hai con dao cắt chuối cũng là một cái dòng dao mà được các bác anh nhà mình quan tâm rất chi là nhiều con dao này các bác chỉ cắt mấy chục giây thôi Đã xong một buồng chuối rồi Với giá chỉ có 50.000 đồng trên một con thôi các bác nhé các bác lưu ý là nhiều bác tìm khắp nơi nhưng không mua được con dao cắt chuối ở đâu. Hãy đến bên em, dao xỉ lẻ trên toàn quốc luôn, giá rẻ nhất. Đấy, và với con dao làm dừa, con dao làm dừa đây cũng là một cái mẫu dao mà được các bác sử dụng rất chi là nhiều. Đấy, với giá con dao này thì nó chỉ có rưỡi em giảm giá còn 100 của Thảo PS nha các bác anh nhé. Đấy, và với tất cả những cái dòng dao để xem xem còn mẫu nào em chưa giới thiệu với các bác em giới thiệu luôn. Đấy hết rồi. Đấy các bác ạ. Bóng ghép thì các bác anh nhà mình lưu ý hãy mua đúng bóng ghép tự hủy nha các bác anh nhá. À. Em sẽ có từ 3 phân, 4 phân, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đấy. Còn bác nào mà dao mà cùn mà cần đá mài thì em có viên đá mài này 50 000 đồng một viên này. Viên đá mài to 100 này. Còn cái viên thô thô xấu xấu này nhá. Các bác biết bao nhiêu không ạ? 150 một cân nó rất chỉ là đắt nhưng mà nó mài cả đồ nhập ngoại thoải mái cho em Thế vào qua video này đây là một video chuyên về dao ghép cây ghép mắt bóng ghép để bác nào muốn mua bằng dao thép dây lò xo nhé mình để mấy con dao lên dây lò xo kia cho các bác anh nhà mình lựa chọn đấy các bác mới chơi thì cứ mua con này này mà dùng cho nó thích mà giá rẻ mài thoải mái luôn mua thêm quận bóng nữa nhớ mua ngay ở video này số điện thoại em ghi ngay góc màn hình nhé và đừng quên follow và đăng ký kênh này cho các bác kênh nhá